Vervin. Wedding fee. Wedding fee không ở nhà đúng không? Đúng. Kita tidak di rumah nikahnya. Kita nanti di gedung đúng không? Đúng. Ừ. Jadi tidak bisa masuk kalian. Em tanya cũng được à? Ai mà biết được. Mẹ ba lứa. Mẹ ba lứa. Ừ, đúng, mẹ ba lứa. Không hết, trông no. Vừa ăn nhá. Ừ, vừa ăn đi. Mẹ bảo ăn thì không ăn, hết rồi bây giờ bắt đầu mẹ lại vừa ăn nhé. Nhường chồng ăn. Aku nggak undang-undang guys, nanti menyebabkan iri. Em mở bác từ niêm. Em mở bác từ niêm, ai đi ăn cỗ Hà Nội, ai đi cỗ cho em đi cùng với ai đây? Linh Ly. Còn dẫn đường xa anh ơi, thì bây giờ biết làm thế nào? Bây giờ em phải biết làm thế nào? Mọi người phải thông cảm. Mọi người phải thông cảm cho em chứ nhỉ. Đúng em không? Em biết được. Đúng không? Em mà biết được. Bây giờ học được câu ai mà biết được, bây giờ hỏi đúng không, ai mà biết được. Cay thật. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mấy hôm nữa em sẽ đăng lên cho mọi người đăng ký. Này, mọi người nói wedding rồi à, vợ chồng này đi ngủ có lép không? Lép không? Có. Mà có. Như ai mày biết được. Mọi người bảo vợ không nói dối nha. Cảm ơn. Chồng có mọi người nói hôm qua chồng vợ thực dân đúng không? Thực dân khi nào? Không có thực dân. Vợ trời một mình. Ừ. Vợ trời một mình là vợ chồng lát vợ trời một mình đúng không? Ừ. Vợ đi về tại sao? Có shopping bậc sơn đúng không? Đúng. Bỏ qua đoạn hát, còn đoạn kia thì này. Nói chung là hát thì mình sẽ quay tất cả những cảnh. Nó sẽ gộp vào cái bài hát đấy, sẽ gộp vào rất nhiều cảnh. Rất nhiều cảnh ở trong cái lễ kết hôn của bọn mình. Nay thì cho bọn chị nghe âm thanh gì?